Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lòng Chim Minh Ống Mít ha. Thì trong clip này mình có 3 cây lồng độ sừng che VIP và dành cho Hòa My, Chè Thang và Khú. Minh Ống Mít sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Đây là những cây lồng cực kỳ VIP và hàng đẳng cấp nha mọi người, hàng độc nữa mọi người. Mỗi cây là một cái nét đẹp riêng và không cây nào giống cây nào ha. Có thể mẫu thì giống nhau á, nhưng mà đây là những cây độ sừng. Vân của sừng là mỗi cây là một kiểu khác nhau nha mọi người. Chắc chắn là sẽ không đụng hàng và sẽ không có cây thứ hai. Đó là điều bên Lòng Chim Minh Ống Mít đảm bảo với mọi người. Và những cái cây hàng sừng cực kỳ đẹp và độc tại Lòng Chim Minh Ống Mít nha. Trong clip này mình chủ đạo là mình giới thiệu cho mọi người là cặp lồng kiếm 60 nang. Và cây ở giữa là cây 68 nang dành cho Khú hoặc Chè. Chè Thang hoặc là Khú 68 nang ha. Và cây kiếm 60 á mọi người, thì đường kính của nó là 38 ha. Chiều cao là 50 cả chân. 60 nang, nang 3 ly. Còn về cái cây Chè Khú thì 68 nang, rộng 43 và chiều cao là 60 ha. Và đính full bi sừng trắng đen, rồi chút mình sẽ quay gần cho mọi người coi ha. Rồi, anh em mà quan tâm đến những cái mẫu lồng đẹp độc từ chim nhỏ cho tới chim lớn ha, thì cứ liên hệ với mình thông qua cái website là minhongmich.com. Thì trong đó có mẫu và giá khá là cụ thể từng loại để anh em tham khảo ha. Rồi, anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái fanpage là Lòng Chim Minh Ống Mít, hoặc là cái số điện thoại ha, để mình tư vấn và giải đáp cho anh em một cách nhanh và nhiệt tình nhất ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết một chút nè. Thì những cái cây sừng này thì nó khá là VIP rồi, nó khá là độc rồi ha. Thì cũng không cần giới thiệu nhiều đâu, anh chủ yếu mình quay cho mọi người coi ha. Và những cái chi tiết sừng nè, đây là cửa nè, kiếm nè, cung đình nè, độ sừng, ba cái mặt chân, thì ba cái mặt hổ phù nổi bật lên ha, rất là đẹp. Đây là cửa sổ nè, đó, mặt quỷ, kẹp thì là kẹp ấy sừng luôn, độ sừng luôn ha. Còn bên hông đây là bộ bờ, đó, 6 kẹp nha mọi người, che rất là già, cái này mà quét thêm một lớp dầu lên nữa thì cực kỳ đẹp luôn ha. Đây là cây 60, cây này thì rộng 38, cao 50 và nuôi mi là ok nhất ha. Còn nếu anh em thích Khú mà mẫu này thì đặt mình làm size lớn hơn một chút là size 64 ha, thì nuôi Khú sẽ hợp lý hơn. Rồi, tương tự như cái mẫu đó thì cái mẫu bên này nè, nó cũng y vậy thôi ha. Nhưng mà mỗi một cái mặt sừng là một cái vân khác nhau ha, không có cái nào giống cái nào thôi. Chứ còn về cấu tạo, về hình thức là y nhau ha. Đó là hai mẫu sừng. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về cái mẫu 68. Đây mình sẽ quay cận cảnh cái mẫu 68 cho mọi người coi nè. Ba chân sừng ha. Cái viền âm dương nè. Cây này nó đặc biệt ở chỗ là cái từng viên một là một viên trắng, một viên đen ha. Đang xen vào nhau ha. Đây là phần cửa. Cây này là cực kỳ VIP luôn ha. Rồi mình sẽ làm một cái clip riêng về cây này, quay chi tiết về cây này cho mọi người coi. Còn clip này thì mình giới thiệu lược qua, sơ lược qua ha, để giới thiệu cho mọi người biết là bên Lòng Chim Minh Ống Mít đang có sẵn 3 cây lồng sừng cực kỳ VIP. Thì mọi người quan tâm thì liên hệ với mình ha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.